Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nông Trại Xanh. Hôm nay mình sẽ làm một video để đi tìm sự thật về bơm nước có cần động cơ hay không, và bơm nước vĩnh cửu, còn gọi là nước chảy vĩnh cửu gì đó. Tại mình thấy người ta làm trên mạng hay quá nên bây giờ quyết định để làm, coi sự thật nó sẽ như thế nào. Các bạn hãy xem mình làm nha. Đây, nãy mình bịch cái đầu nước là giờ mình sẽ chế nước vô thử và làm thử thí nghiệm xem nó có thể chảy nước xuống hay không. À, mình sẽ rút đầu bít ra nè để xem có nước chảy hay không nha. À, nước chảy rỉ rỉ, nó không chảy xuống mọi người ơi. Chặn lỏng ra thì nó chảy xuống mà nó không bơm nước lên được. Điều này có thể thấy rõ là nước không thể chảy từ thấp lên cao được. Mình sẽ quay cận cảnh và làm lại lần thứ hai cho các bạn xem nha. Bây giờ mình bít cái đầu ra của nó ra, xong rồi mình chế nước và mình siết nắp lại. Nước vẫn không chảy các bạn ơi, nước không thể từ thấp lên cao được, không có vụ mà máy bơm miễn phí đâu, có vụ mình nước chảy vĩnh cửu đâu nha. Mình xả nhẹ ra cho có hơi thì nó sẽ chảy xuống, mình chảy bình nước trong ấy thôi nhưng mà nó không có hút lên. Bây giờ mình sẽ làm lại lần thứ ba, xem mình sẽ đưa cái bình nước này hạ thấp xuống dưới mực nước này xuống một tí xem nước có thể chảy hay không. Thôi mình xiết lại nha. Mình sẽ đưa xuống dưới thấp xuống một tí xíu. Đây mình chuẩn bị đây nè, mình đem xuống đây nè.
Đó, để cho các bạn xem nha. Đó, thì sau khi mình rút ra thì sẽ thấy nước nó chảy nè, các bạn thấy đó chưa? Thì cái lúc này cái nước chảy xuống nó thấp hơn cái thành cái chậu kiển, cái chậu nước. Nước sẽ chảy xuống thôi, chảy từ trên cao xuống dưới thấp thôi. Nước chảy từ cao xuống thấp chứ không có thể nào chảy từ thấp lên cao được, thể như vậy không có thể nào thấy rõ là nước chảy vĩnh cửu được các bạn ơi. Anh có cái cách khác nào nữa không, hướng dẫn mình biết thôi. Đó, bây giờ mình đưa nước lên chút xíu nè, lên cao hơn cái mực nước nè. Đó, nó không chảy thấy không mọi người? Thấy chưa? Mọi người có thấy rõ không? Hạ xuống thấp xuống nè, đó, nước sẽ chảy ra đó. Vậy mọi người đã biết được kết quả phải không? Mình thì không tin rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.